Chào anh em đang xem miền Tây Solar ha. Nay là trưa ngày thứ ba, ngày 9 tháng 4 2024 nha anh em. Thì trước mắt anh em là một con kích kích nội địa Trung Quốc ha, 1600 hệ 24 đó. Thì có ông anh gửi tới thanh lý, thì hôm nay em sẽ thanh lý cho anh em luôn. Thì cái con này nó đang chạy hệ 24 nha, hệ 24 em dùng một tấm pin nè đó. Đi vô sạc xua xuống bộ ắc quy và lên kích. Thì hồi nãy em có mấy con thanh lý khác nữa, nhưng mà có hai ông anh ghé nhà lấy anh em, hai ông anh ghé nhà lấy con kích lớn rồi, cho nên giờ còn mấy con nhỏ nhỏ này nè. Rồi 1600 hệ 24 đó, tình hình là hoạt động chuẩn chỉ nha. Nè anh em nhìn nè đó, còn mới tinh nha, ốc ác là còn mới tinh á. Đấy, rất là mới hoạt động nè. Đây, điện ắc quy đang 28V, có đồng hồ coi điện ắc quy nè, công tắc nè, đầu ra nè. Đó, con máy khá là mới nha mọi người. Ông anh ông gửi tới ba con kích để thanh lý lận. Rồi ra điện 220V nào vàng. Rồi nuôi quạt. Thì anh em nào có nhu cầu đèn, quạt, tivi, tủ lạnh thì lấy con này xài nha. Đó, kích 1600 hệ 24. Đấy. Thì anh em nào đam mê thì hãy liên hệ. Em bán cho mọi người 700 ngàn, bao ship luôn. 700 ngàn nha, bao ship. Đó, hiện tại quạt nó quay này nè. Nhưng mà quạt nó quay không có tiếng ồn nha. Nè, quạt quay nè. Đó, quay không có tiếng ồn nha mọi người, đang hút và đẩy gió rất ok luôn này. Đấy, màn hình báo pin của ắc quy, báo điện áp ắc quy ha. Này nó không có màn hình báo điện áp ra nha anh em. Đó, một con kích nhỏ gọn tiện dụng. Đấy, anh em có thể để trên xe hay là để ở đâu đó ha. Hệ 24 nha mọi người chứ không phải 12 nha, hệ 24. 700 ngàn bao ship nha, anh em nào đam mê thì hãy liên hệ mình, hàng chuẩn chỉ, hoạt động ok, rất là mới, còn rất là mới nha nè. 1600 hệ 24 nội địa Trung Quốc. Hôm chào mọi người nha, hẹn gặp mọi người những video lần sau.